Vui vẻ xin chào cả nhà. Hiện tại Cường đang có mặt tại ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và đây là tịnh thất Quy Nguyên. Ngôi tịnh thất rất nổi tiếng, đa phần Phật tử và du khách hành hương khi về vùng Thất Sơn Bảy Núi đều ghé thăm tịnh thất Quy Nguyên và chiêm bái tượng Phật A Di Đà cao 22 mét. Và bây giờ cùng vui vẻ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Cường để tham quan tịnh thất Quy Nguyên nha. Phía trước là chánh điện của tịnh thất Quy Nguyên, bên phải là tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát đang ngồi đài sen, bên trái là mẹ Quan Âm Bồ Tát và tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tôn tượng của Đức Di Lặc Bồ Tát ngồi tòa sen nha cả nhà. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Vương Phật. Phật Di Lặc tay cầm trái châu và sao chuỗi, miệng cười rất từ bi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua chiêm bái tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát và tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn nhé cả nhà. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là bản kinh chú Đại Bi. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Trần gian sắc sắc không không, chỉ là cõi tạm, nặng lòng mà chi. Mai kia cất bước ra đi, có mang theo được của gì thế gian. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Ở tịnh thất Quy Nguyên có mở máy niệm Phật A Di Đà, cho nên mình đi quay thì mình nghe lúc nào cũng có văng vẳng cái tiếng niệm Phật cho cả nhà. Chữ tâm đọc tự thế mà hay, thành bại nên hư bởi chữ này. Tuổi trẻ gán găng và cố giữ, cuộc đời gắn trọn cả vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong chánh điện của đạo tràng Quy Nguyên nhé cả nhà. Đây chính là hộ pháp Bồ Tát. Nam Mô Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện để chiêm bái tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời cả nhà cùng đi với Cường nhé. Bước vào trong chánh điện, đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp tượng Phật A Di Đà ngồi trên tòa sen. Phía trên chánh điện của đạo tràng Quy Nguyên có đề chữ Giải Thoát Môn. Đây là Đại Hùng Bảo Điện, nơi thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài ngồi ở vị trí cao nhất, phía sau lưng là cây Bồ Đề, nơi Ngài thành đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía dưới một chút là hình tượng Tây Phương Tam Thánh. Đây chính là Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát. Đây là toàn bộ quang cảnh của Đại Hùng Bảo Điện
đạo tràng Quy Nguyên nhé cả nhà. Giờ chúng ta sẽ đi qua giảng đường chúng ta tham quan ha. Đây là lãnh hội xuống nhà bếp nè. Đây là lãnh hội xuống nhà bếp, dế xuống nhà sàn. Chúng ta đi tham quan giảng đường. Đây chính là giảng đường của Tịnh Thất Quy Nguyên. Bên trong thờ Tây Phương Tam Thánh gồm có Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là đường xuống bếp ăn. Đây là bếp ăn của Tịnh Thất Quy Nguyên, nơi rất đông đúc mỗi khi mà có dịp lễ rằm nữa cả nhà. Bên phải là nơi thờ Cửu Huyền Thất Tổ và là nơi thờ Chuẩn Đề Bồ Tát. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Di Tha Ốm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Nam mô Chuẩn Đề Bồ Tát. Đây là hình tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là đường đi xuống phía sau, nơi vào bãi gửi xe và vào tượng Phật A Di Đà cao 22m đó cả nhà. Bên góc phải có miếu thần tài. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi ra phía sau nhé. Đây này vô bãi dưới xe luôn. Đó, người ta chạy xe ra đó. Đây là bên hông chánh điện rồi nha. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Đa. Có một cái gọi là cái tịnh thất. Xin đây là đường ra phía sau chánh điện chỗ mẹ Chuẩn Đề. Rồi đây là đường đi vô quét căm, chỗ này là chỗ bãi để xe. Bên đây thì có võng cho mọi người nằm luôn nha. Phía bên đó có võng. Chỗ để xe. Ủa, lan đẹp quá. Đây là tháp chuông nè cả nhà. Đây là phía sau của Tịnh Thất Quy Nguyên, nơi chúng ta đi tham quan xong mệt thì chúng ta có thể vào đây ngồi nghỉ nhé cả nhà nha. Phía trước là quầy lấy nước uống đó cả nhà. Dưới cây bồ đề thì có tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát đứng rất là đẹp. Xung quanh gốc cây bồ đề
có mấy chú tiểu nhìn rất là dễ thương. Đây là khu vực lấy nước nè, lan trồng rất là nhiều ha. Bên hông tượng Phật A Di Đà thì có 18 vị La Hán nha cả nhà. Đây là La Hán Bố Đại, La Hán Thám Thủ, La Hán Tọa Lộc, La Hán Ba Tiêu, La Hán Thác Tháp, La Hán Khai Tâm, Kháng Môn La Hán, Khoái Nhĩ La Hán, Quá Giang La Hán, La Hán Khánh Hỷ, Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán, La Hán Tỉnh Tọa, Cử Bát La Hán, La Hán Trầm Tư, La Hán Tiếu Sư, La Hán Trường Mi, La Hán Kỵ Tượng. Đây chính là tượng Phật A Di Đà, cao 22 mét, nhìn cực kỳ uy nghiêm luôn ha cả nhà. Trái phải của tượng Phật A Di Đà có hai vị hộ pháp Bồ Tát. Dưới tượng Phật A Di Đà là nơi thờ của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mời cả nhà cùng đi với Cường nhé. Đây là lối vào dưới tòa sen. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Chuyến đi của Cường đến tỉnh thất Quy Nguyên đến đây là hết. Nếu thấy video hay, hãy cho Cường một like, một share và đăng ký kênh để theo dõi Cường nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.